À, hôm nay nhà mình sẽ làm món rau càng cua trộn dầu giấm. Và đây là rau càng cua nè các bạn. Trong vườn nhà mình đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây là rau càng cua nha. Đây nè, rau càng cua rất là non. Bây giờ chúng ta sẽ hái để vào trộn dầu giấm nha các bạn. Chúng ta xào thịt bò hay nấu mì đều rất là ngon đây. Nguyên cận cảnh cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ hái càng cua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hái nha. Càng cua này các bạn trộn dầu giấm rất là ngon. Đây, nắm rau càng cua đây các bạn, rất là tươi xanh luôn. Giờ mình sẽ hái hết cái mớ này, sau đó mình đặt càng cua và mình trộn dầu giấm này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Xanh chưa? Non chưa? Đây là rau càng cua vườn không hề có thuốc nha các bạn. Đây là một mớ càng cua mình vừa hái xong. Cuối tuần mà các bạn làm việc mệt mỏi, các bạn ra vườn thì các bạn sẽ thấy rất là thoải mái luôn. Vườn rau của mình á, rất là nhiều loại rau luôn. Video lần sau Ngọc sẽ mời các bạn đi bắt cá ha. Bắt cá đồng rất là vui nha. Trời đang nắng đó các bạn, mình quay có thể hơi tối, các bạn thông cảm ha. Các bạn ơi, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta vừa hái xong nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy gì không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ vào để chúng ta lặt và chúng ta chế biến rau càng cua nha. Bây giờ chúng ta đã hái được rau ở trong vườn, cái rau càng cua trong vườn. Bây giờ chúng ta sẽ lặt nha các bạn. Mình sẽ lặt, đây là cái rau càng cua. Đây chúng ta sẽ lặt bỏ cái bông này hết đi. Tất cả các bông này, những cái lá già, lá dập chúng ta sẽ bỏ ha. Để chúng ta có thể sơ chế cái phần rau này nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ bỏ cái phần trái này đi. Đây là những rau bồn ngót mình hái kèm lúc nãy trên cái luống rau của mình nè các bạn. Này đọt, rất là đọt non của nó nè. Ta sẽ bỏ riêng để dành chúng ta nấu mì rất là ngon. Đây, một cái phần cua rất là ngon. Càng cua của chúng ta đã lặt xong, bây giờ chúng ta sẽ đi rửa và coi như là hoàn toàn tất cái phần càng cua nha các bạn. Đây là rau càng cua chúng ta trộn giấm rất là ngon luôn á. Giờ chúng ta sẽ đi rửa nước cho nó sạch nha các bạn. Chúng ta sẽ rửa sạch cái phần rau càng cua này nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, rau càng cua là mình phải rửa tránh làm nặng tay để nó dập rau càng cua nha các bạn. Các bạn cứ xóc như thế này để cho rau càng cua ra đất nha. Các bạn ngâm khoảng 5 đến 10 phút để rau càng cua nó ra đất ha. Các bạn không nên làm mạnh tay quá, nó sẽ dập rau càng cua nha.
Rau càng cua này chúng ta làm xong thì chúng ta có thể xào chung với thịt bò, hoặc là chúng ta có thể ăn sống, hoặc là nấu mì, hoặc là chúng ta làm dầu giấm đều rất là ngon. Các bạn hay ăn đổ gà, các bạn trộn rau càng cua này cũng rất là ngon nha các bạn. Giờ mình sẽ ngâm đây khoảng 10 phút nha. Mình sẽ vớt ra. Ở đây rau càng cua của mình là không có bỏ phân hóa học nên không cần phải ngâm muối hay là cái gì nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mua ở chợ thì các bạn nên mua về, các bạn phải rửa qua nước muối pha loãng ha. Sau khoảng 10 phút thì rau càng cua chúng ta nó đã ra hết đất rồi, bây giờ chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta sẽ rửa lại nha các bạn. Sẽ cho ra rổ. Các bạn nhìn thấy không? Rằng cua của mình đây rất là tươi xanh, không hề bị dập một lá nào luôn nha các bạn. Không thấy không? Rất là xanh luôn á. Nè, mình cầm lên cho các bạn xem. Cái này mà các bạn trộn gỏi gà rất là ngon luôn. Mình từng ra tiệm hay mua gỏi gà thì mình hay no nhờ cái người bán á, người ta làm cái rau rằng cua trộn chung với bắp chuối mà sẽ rất là ngon hơn là các bạn trộn bắp chuối và rau bắp cải không, nó sẽ không ngon bằng rau càng cua. Chỉ cần một ít càng cua quế và rau răm vô thì cái món gỏi gà của các bạn sẽ rất là ngon nha. Đây, giờ chúng ta sẽ vớt ra và để cho nó ráo nước nha các bạn. Các bạn thân mến, cái món rau càng cua của chúng ta bây giờ đã sơ chế xong. Các bạn nhìn đây, rau rất là sạch và xanh lum. Với cái món rau càng cua này, các bạn có thể chế biến được nhiều món rất là ngon. Thứ nhất là ăn sống nè, trộn gỏi nè, hay là các bạn xào với thịt bò đều ăn rất là bổ dưỡng. Mình hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc trộn rau cũng như là việc chế biến món ăn phong phú đa dạng hơn nha các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký và đừng like bên dưới để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn ngon hơn nha các bạn. Và hôm nay rau việc sơ chế rau càng cua của Ngọc đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt.